Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ngày 3 tháng 3. Ở Việt Nam hôm nay đã là ngày thứ sáu ngày 4 tháng 3 rồi và bây giờ là khoảng chừng 8 giờ rưỡi tối giờ Cali. Thì chúng ta nhìn vào giá cả đó các bạn hôm nay thì giá có cái đà đi xuống một chút. Chúng ta thấy được hôm nay giá xuống nó dựa theo trading view là xuống khoảng chừng 3% và chúng ta thấy giá bây giờ đó là đã rời khỏi cái dùng từ 43 tới 45. Bây giờ là ở mức là khoảng 41 đồng 183. Mức thấp nhất đó trong ngày hôm nay đó chính là cái mức hiện bây giờ khoảng chừng 41.100 đô và chúng ta nhìn chung thị trường đó hôm nay cũng có rất là nhiều những cái màu đỏ như là các bạn nhìn thấy trên màn hình thì dựa theo comment cap đó, thì bitcoin xuống ngày hôm nay đó là 5,1% chúng ta có thể nhìn vào ethereum đó thì xuống 6,5% Chúng ta thấy uh, BNB thì xuống 3,3% Các bạn thấy được những năm khác như là XRP Thì xuống tương tự như là Bitcoin là 5% Teluna xuống 1% Cardano cũng xuống khoảng chừng 5% Solana thì xuống gần như là 7% Và Avalanche là xuống 4,52% Còn về thị trường chứng khoán là như thế nào chứng khoán hôm nay đây chúng ta thấy được chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đó là một màu đỏ ngày hôm nay các bạn thấy được là kết thúc đó chỉ số Dow Jones thì cũng xuống 0,29%, chỉ số S&P 500 thì xuống 0,53% và chỉ số Nasdaq đó xuống nhiều nhất xuống 1,56% và ngay cả hiện bây giờ đó chúng ta nhìn vào pre market như hợp đồng tương lai đó thì hợp đồng tương lai của Dow bây giờ đó vẫn là màu đỏ xuống 0,81%. À, hợp đồng tương lai của S&P đó thì xuống 0,91 và Nasdaq Future thì xuống gần như là một phần trăm Hôm nay chủ yếu thường sẽ chia sẻ một số những thông tin ở bậc với các bạn. À, chúng ta sẽ không có phân tích quá nhiều, nhưng mà chủ yếu sẽ chia sẻ những cái thông tin mà dẫn đến những cái sự lo ngại hiện bây giờ trên thị trường. Nhưng mà chúng ta nhìn về dầu đó thì dầu vẫn còn rất là cao hiện bây giờ. Các bạn thấy là dầu à, tăng 2,3% bây giờ vẫn ở cái mức là 110 đô cho một thùng dầu để hợp đồng tương lai của dầu. Còn về vàng thì sao? Vàng ra thì cũng ngang bằng như là ngày hôm qua. Các bạn nhớ hôm qua là 1940, hôm nay là 1942. Thì vàng coi như là vẫn tiếp tục là đi hàng ngang ở cái thời điểm này thì tại sao mà hôm nay chúng ta thấy được chứng khoán kết thúc là một màu đỏ cũng như là hiện bây giờ đó hôm tương lai là màu đỏ tại vì chúng ta thấy là có một số những cái thông tin nổi bật hiện bây giờ như là liên quan đến cái sự kiện lớn nhất đó, đó chính là cái khu nó gọi là năng lượng nguyên tử ở nước Ukraine đó thì đột ngột bị cháy lên khi mà hai bên đánh lộn với nhau giữa Nga và Ukraine Thì các bạn thấy được là cái khu năng lượng nguyên tử này đó Không chỉ riêng là cái khu năng lượng nguyên tử lớn nhất của Ukraine Mà còn là cái khu năng lượng lớn nhất ở châu Âu Về cái phương diện là năng lượng nguyên tử Và đương nhiên đó các bạn thấy được là mọi người Cực kỳ lo sợ luôn tại vì sợ uh, nổ cái uh, khu năng lượng nguyên tử này sẽ dẫn đến rất là nhiều thiệt hại luôn cho nên uh, uh, các bạn thấy là những bài báo nó chia sẻ rất nhiều thông tin và bây giờ là những người mà lính chữa lửa họ không có vào để mà giống như chữa cháy được tại vì hai bên đang bắn với nhau cho nên cuối cùng uh, thì hai bên nước nga và ukraine cũng đã đồng ý là ngừng chiến để cho những lính chữa lửa có thể vào để mà xử lý cái vấn đề này và các bạn thấy được là nhanh chóng uh, thì tổng thống joe biden cũng đã nói chuyện với lại tổng thống zelensky của nước ukraine và cũng tương tự chúng ta thấy được là thủ tướng của nước anh ấy, là Boris johnson cũng đã nói chuyện với lại uh, tổng thống zelensky về cái vấn đề này và thông tin mới nhất chúng ta nhận được đó là cái cuộc cháy này đã được dập tắt thì tạm thời đó là chúng ta không còn có nguy cơ này nữa nhưng mà đó là một cái thông tin mà hồi chiều đó cũng khiến cho rất nhiều nhà đầu tư lo sợ không biết là tới đâu tại vì hiện bây giờ đó thông tin đó rất là khó xác nhận được các bạn thấy được là hiện bây giờ đó ngay cả chúng ta nói tới cái thành phố Kherson à, tại vì chúng ta biết được là hôm qua đó cái số lượng lính của nước Nga đã đi tiến tới thành phố Kherson nhưng mà cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có biết được là tình hình như thế nào Những thông tin nó không có rõ Và cho tới bây giờ chúng ta chỉ biết là cái thủ đô Kiev thì vẫn còn nằm trong tay của lính của Ukraine Chứ chưa có phải là bị lấy bởi lính Nga Nhưng mà hai thành phố khác đó là Mariupol và Kharkiv như là thành phố lớn thứ nhì của Ukraine thì chúng ta à, vẫn chưa có rõ chỉ biết bây giờ ra cũng đang bị tấn công rất là nặng và có một số bạn thì cũng comment bên dưới nói là những cái thông tin ấy, thường chia sẻ có thể là không hoàn toàn đúng thì đương nhiên rồi thường là sống ở Hoa Kỳ thì đương thường chỉ có thể là xem báo của Hoa Kỳ mà thôi nhưng mà nào mà sống ở nước nga hay là ở Ukraine khoan để mà biết thêm thông tin thì có thể chia sẻ bên dưới để mọi người hiểu thêm. thường thì chỉ muốn chia sẻ tình hình chung để các bạn nắm được để làm cái nền tảng để chúng ta hiểu được chuyện đang xảy ra khi mà chúng ta nói tới cái tình hình của tài chính mà thôi và chúng ta được là hôm nay đó lại có thêm một số những thông tin Chúng ta đã nghe nói tới lần lượt rất nhiều những công ty họ đã phải ngưng cung cấp dịch vụ cho người Nga cũng như là rời khỏi nước Nga rồi Hôm nay lại có thêm công ty nữa đó chính là công ty Google Thì hiện bây giờ đó công ty Google đã ngưng cung cấp dịch vụ quảng cáo ở nước Nga hiện tại và có thể là các bạn nói là về cái thông tin chính trị đó thì chúng ta khó nắm được thông tin Tại vì mỗi một bài báo, mỗi một gia đều có một cái thông tin nó khác nhau một chút Nhưng mà Thuận có thể chia sẻ với các bạn là cái thông tin liên quan tới tài chính đó, Thì thông tin này nó rõ ràng hơn và Thuận có thể chia sẻ rất nhiều dẫn chứng với các bạn Có nhiều bạn nói là nước Nga nó đang rất là bình thường Thì Thuận nghĩ là cũng có thể là như vậy, Thuận không sống ở nước Nga Thì có thể là các bạn sống ở nước Nga các bạn cảm thấy được là không có gì gọi là khác biệt so với thường ngày. Nhưng mà có thể là các bạn không phải là người mà cầm cổ phiếu hay là các bạn không phải là một người mà thuộc về cái nhóm người mà bị cấm bận bởi nước Nga. Và các bạn thấy được là cái à, tình hình có thể là không tệ hay là không quản loạn như là những cái báo chí nó đăng lên tại vì báo chí đăng. Thì đương nhiên là họ phải đăng một cách gì đó để làm cho chúng ta tò mò hay là có những cảm xúc để bấm vào để họ có thể bán quảng cáo được. Điều này thường đương nhiên là hiểu rồi. Thì có thể là tình hình nó không có tại như là những báo chí đăng nhưng mà thường có thể chia sẻ với các bạn là cái à, tình hình liên quan tới tài chính nói chung đó thì thường có thể chia sẻ rất nhiều những dẫn chứng như là các bạn thấy hôm nay đó là Hoa Kỳ thì cũng lại đưa thêm những cái lệnh cấm vận và lần này nó khác một chút nhưng lệnh cấm vận này đó là tiếp tục đưa thêm nhiều tên tuổi vào trong cái nhóm người mà bị cấm bận đây không phải là công ty mà là người bị cấm bận từ nước Nga trong đó chúng ta thấy đó tổng cộng bây giờ đó đã có là 19 chín tại phiệt nước Nga cùng với lại 47 người thân và gia đình của họ đã nằm trong danh sách này rồi. Bên dưới này là danh sách của những người bị cấm vận. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là ra những người này đó không chỉ riêng là ở Hoa Kỳ mà còn ở nước Anh và nhiều quốc gia khác cũng có những lệnh tương tự là nếu các bạn nằm trong danh sách của những người này đó mà các bạn đang có tài sản ở Hoa Kỳ thì sẽ bị tịch thu và đóng băng các bạn có tài khoản ngân hàng, các bạn có tài khoản à, ở những cái công ty dịch vụ đầu tư, các bạn có du thuyền, các bạn có máy bay, các bạn có xe, tất cả đều bị tịch thu và thông băng hết. Đương nhiên, điều này để làm gì? Điều này để có thể là gây áp lực đối với Tổng thống Vladimir Putin. Tại vì những người này đó là được chọn ra là những người mà ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin cũng như là ủng hộ cuộc chiến này và rất thân với lại quốc hội của nước Nga cho nên đã được chọn ra và đã đưa vào danh sách đen rồi. Đây là lý tại sao mà các bạn thấy là mỗi lần mà các bạn tham gia vào sàn giao dịch ấy, hay là các bạn tham gia bất cứ điều nào ở Hoa Kỳ Ở liên quan tài chính ấy, thì các bạn đều phải KYC, xác minh thân phận của mình để cho họ biết các bạn là ai Để cho khi mà họ muốn cấm bận hay là họ muốn đưa các bạn vào danh sách đen đó, thì họ đã biết các bạn đang có những tài khoản nào rồi Và đây là cái thông tin liên quan tới lại có thêm người tiếp tục À, đưa vào danh sách đen bởi à, Hoa Kỳ cũng như là nhiều quốc gia ở Châu Âu và Canada và nước Anh và như là thường nay chia sẻ đó có thể là các bạn à, nói là những cái à, thông tin ở những cái à, bài báo của nhiều quốc gia khác đưa ra đó, cho nhiều người nghĩ là tình hình ở nước Nga rất là hỗn loạn và tệ nhưng mà cũng không à, có thể là không tệ như là những bài báo nhưng mà có nhiều bạn nói là nước Nga vẫn bình thường thường không thấy là bình thường đâu các bạn thấy được là nói về tài chính đó, thì chứng khoán của công ty Nga Nymex trên sàn Luân Đôn đó đang sụp đổ chúng ta thấy được là chứng khoán của SB Bank, Gazprom, Lukoil, Polyus và Rosneft tất cả những cổ phiếu này các bạn đã thấy là từ đầu năm tới bây giờ đã xuống 99%, xuống 93% xuống 99%, xuống 95% và xuống 92% mà những cái cổ phiếu này của nước Nga đã bị đình chỉ ở trên sàn London ở thời điểm hiện tại khi bạn hỏi thượng là làm sao để vào mua những cái cổ phiếu này để bắt đấy thì các bạn phải có tài khoản trên sàn chứng khoán của London nhưng mà cho dù các bạn khó đi nữa đó thì những cổ phiếu này hiện đã bị đình chỉ rồi thường không thấy được là cái tình hình này có gì gọi là bình thường hết hoàn toàn không bình thường có thể là không tệ như là nhiều người nói nhưng mà thực sự không bình thường đâu các bạn chúng ta thấy được là cho đến ngày hôm nay đó đây là cái ngày thứ sáu uh, thứ hai thứ ba thứ tư hôm nay đó là ngày thứ năm có nghĩa là năm ngày liên tục rồi là sàn chứng khoán Moex của nước Nga không có mở cửa thường không nghĩ đây là bình thường nữa các bạn đã 5 ngày rồi không mở cửa không có gì gọi là bình thường hết sàn chứng khoán Hoa Kỳ đó thường cho các bạn biết được là trong lúc mà cái thời điểm mấu chốt đó như là cái cuộc tấn công khủng bố năm 2001 đó thì ngay sau đó nó cũng đang nhanh chóng mở cửa trở lại chứ không phải là đóng cửa liên tục như thế này đâu mà không ai biết chuyện gì xảy ra đâu cho nên đây hoàn toàn không có bình thường các bạn thấy được là đây là lãi suất cùng ngân hàng trung ương nước Nga đó thì các bạn thấy được là cũng như là nhiều quốc gia khác khi mà có dịch bệnh xảy ra ra thì những quốc gia đều cắt lãi suất của mình và nước Nga cũng tương tự cũng không nhiều lấy ra làm lạ Hoa Kỳ cũng như vậy giảm lãi suất từ tháng 3 năm 2020 đó xuống cho đến khoảng chừng hè là còn gần như là 0% nhưng mà sau đó đó cũng đang nhanh chóng tăng ngược trở lên có thể là tại vì để quản lý lạm phát à, giống như là những quốc gia khác nhưng mà các bạn thấy được là đột ngột <laughs> thấy được là tăng rất là nhanh luôn à, trong thời gian chỉ có mấy ngày qua thôi Tại vì sao? Tại vì đương nhiên là cái sự xuống giá của đồng rubles và cái sự lo ngại về lạm phát và ảnh hưởng đến kinh tế cấm vận dẫn đến là ngân hàng trung nước Nga đó không còn cách nào khác mà phải tăng lãi suất lên từ 9% lên tới bây giờ dựa theo cái biểu đồ này đó là 15%. Có nghĩa là tăng rất nhanh luôn gần như là gấp đôi chỉ trong vòng có mấy ngày mà thôi. Đây hoàn toàn không có bình thường nữa các bạn nói tới đây đó thì các bạn thấy là ngay cả JP Morgan à, ngân hàng JP Morgan cũng nói là cái sự cấm vận này có thể dẫn đến là nước Nga đó tình hình kinh tế có thể là giảm tới 35% chứ không phải là chuyện thường đâu và đây là cái thông tin liên quan tới nước Nga và Ukraine mà thường muốn mang đến cho các bạn nhưng mà nó chỉ là một phần ở trong những sự kiện xảy ra ngày hôm nay mà thôi còn có một cái sự kiện khác nữa cũng có cái sự ảnh hưởng không kém liên quan đến tình hình của crypto thì chúng ta sẽ nói tới đó chính là cái lời phát biểu của chủ tịch John Powell hôm qua tôi thường đã chia sẻ với các bạn là chủ tịch John Powell cũng đã lên trên quốc hội để mà uh, trình bày hàng năm một năm đó thì chủ tịch uh, John Powell phải lên hai lần để mà trả lời những câu hỏi đến từ những nghị sĩ xoay quanh cái chính sách tiền tệ của uh, cục liên bang là như thế nào và hôm qua đó là ở hạ viện hôm nay là ở thượng viện hồi sáng là thức dậy đó thì cũng không có thời gian nhiều tại vì phải làm việc công ty cho nên cũng dành qua khoảng chừng là 45 phút cũng nghe khoảng chừng 45 phút của cái cuộc điều trần này cuộc điều trần này đó là hầu như là hơn 2 tiếng đồng hồ lận nhưng mà tôi nói với các bạn đó là các bạn cũng không có cần phải bỏ thời gian 2 tiếng về để mà xem đâu tại vì phần lớn đó, các nghị sĩ đó hầu như là hỏi cùng một câu hỏi ai cũng muốn biết là Fed sẽ làm gì để mà giải quyết cái vấn đề lạm phát và đương nhiên Fed thì nói là bây giờ chỉ có thể là tăng lãi suất mà thôi Và Fed nghĩ đây là cách lựa chọn duy nhất và đúng nhất hiện bây giờ Thì đương nhiên những câu hỏi kế tiếp đó là liên quan tới tăng bao nhiêu Fed có lo ngại về cái cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine ảnh hưởng nó làm phát ra sao hay là không Thì những câu hỏi này đó, Fed đều trả lời là thật sự là không ai biết được đâu Fed cũng không biết luôn Chỉ có thể là bây giờ đó là sẽ tăng lãi suất từ từ Cho nên bây giờ mọi người vẫn nghĩ là trong vòng 2 tuần sẽ có thông tin là Fed sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên sau đại dịch Và cái phần trăm lãi suất đó đó là có thể chỉ có 0,25 cho đến 0,5 mà thôi chứ không có cao lắm đâu cho nên đây là cái lời phát biểu mà những gì chúng ta cũng đã biết trước đây rồi chứ không phải là mới nhưng mà có rất là nhiều những cái câu hỏi cũng đến từ cái khía cạnh của crypto thì các bạn nên biết đó là hiện bây giờ có hai người hai người này đó hầu như rất là ghét thế giới crypto này đó chính là thứ nhất đó là Hillary Clinton Bạn không chỉ chia sẻ sự thật mà thôi chứ còn về phương diện các bạn thích hay không thích những người này đó Đó là cái ý kiến cá nhân mà thôi Nhưng mà Hillary Clinton à, và người còn lại đó chính là nghị sĩ hiện tại Đó chính là Elizabeth Warren, à, nghị sĩ của tiểu bang Massachusetts Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết Thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Và trong cái video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là một sàn DEX có tên là Forbit Space DEX Super Aggregator Đây là một trong những cái sàn tổng hợp phi tập trung Thì với các bạn blockchain và các ứng dụng phi tập trung DApps có liên quan và chúng đang phát triển với tốc độ nhanh chóng đó, Thì đặt ra câu hỏi về khả năng tương tác nếu như mà người dùng ở trên Ethereum đã muốn sử dụng dApps trên chuỗi của BNB thì không có cách nào mà nhanh rẻ có thể làm được điều đó. Thay vào đó đó là quá trình này rất là tốn kém, tốn thời gian mà không thể tiếp cận được với cái loại tiền điện tử mới. Một những cái đổi mới gần đây đó là sự ra mắt của trình tổng hợp trao đổi phi tập trung Forbid Space là nền tảng hợp nhất nhiều DAX cho phép người dùng thực hiện các hoạt động swap trao đổi trên các nền tảng dưới một giao diện duy nhất. Hoạt động của một sàn DAX tính bảo mật là một trong những cái yếu tố hàng đầu để đảm bảo với người dùng về khả năng sử dụng và bảo mật của dự án. Orbit Space, mời Sertik và Haken là một trong những công ty an ninh mạng với các chuyên gia an ninh mạng blockchain kiểm tra, đánh giá giao thức, xác thực cái sự an toàn của các smart contract. Thì với cái tính thanh thoảng là huyết mạch của thị trường tài chính phi tập trung đó, người dùng các sàn giao dịch phi tập trung thường gặp phải vấn đề do trực giá cao khi mà các lệnh được thực hiện ở mức giá kém thuận lợi hơn dự kiến. Forbit Space Super Aggregators giúp giải quyết vấn đề này. Forbit Space sử dụng API định tuyến đơn hàng thông minh theo thuật toán Spaylight giúp chia một giao dịch thành nhiều đơn đặt hàng trên các sàn Dex khác nhau, cho phép các nhà giao dịch tiền điện tử để thay khác tính thanh khoản sâu và nhận được mức giá tốt hơn, chi phí thấp và thanh khoản hiệu quả nhất. Và giao diện đó thì hỗ trợ Ethereum, BNB Chain, Polygon và Avalanche. Forbit Space là một giao thức tổng hợp khả năng tương tác hợp nhất các ứng dụng phi tập trung trên các blockchain khác nhau cho phép các nhà giao dịch tiền điện tử đó khai thác tính thanh khoản sâu và nhận được mức giá tốt hơn trên một giao dịch duy nhất. Nếu các bạn thấy hứng thú đó thì có thể tìm hiểu thêm và trải nghiệm swap trên nền tảng Forbes Pay vào link như thường lệ tôi sẽ để trong phần comment của video này và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Forbes Pay. Thì Hillington cách đây hai ngày và trước đó nữa cũng đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích về crypto. Các bạn thấy được cái cách của hai người này đó hầu như là lúc nào cũng muốn lấy cái sự kiện hiện tại để cho khiến cho nhiều người ghét thị trường này giống như là các bạn thấy được là có lúc đó mà chúng ta à, nhận được những cái sự kiện liên quan tới những cái hacker tấn công vào và họ đòi tiền chuột dùng crypto đó thì những người này sẽ lấy cái đó ra mà nói đó, thấy không tất cả những tội phạm đều muốn crypto, crypto là không tốt dùng cho tội phạm mà thôi à, những lúc mà nhiều người lên tiếng về bảo vệ môi trường đó thì những người này cũng sẽ lấy cái đó ra để mà nói thấy không bảo vệ môi trường nhưng mà đào bitcoin thì quá tốn kém điện lực đủ thứ hết À, và bây giờ đương nhiên đó là liên quan đến cuộc chiến giữa nga và ukraine đó thì cái sự lo ngại à, cũng như, như Pháp bây giờ đó là những cái trừng phạt kinh tế tại vì đó là điều duy nhất mà Hoa Kỳ đang làm hiện bây giờ Hoa Kỳ đó là không có ủng hộ về cái phương diện đem đứng vào bên đó đem hỗ trợ mà chỉ có thể hỗ trợ Ukraine bằng cách quyên góp tiền hay là quyên góp vũ khí quyên góp những vật dụng mà thôi và thêm vào đó nữa là cấm vận kinh tế nước Nga thì cái sự lo ngại bây giờ của nhiều nhà lập pháp đó là có đó có đủ hay là không cấm vận kinh tế liệu có làm lùi bước của quân đội Nga hay là không Đây là điều mà vẫn là một cái dấu chấm hỏi Cho nên các bạn thì được là những người này rất là khôn Hillary Clinton và nghị sĩ Elizabeth Warren lại dùng cái đó để mà tí được nhiều những lập pháp bây giờ nói đó Thấy chưa? Có crypto có bitcoin rồi đó thì những cấm vận này có thể là vô hiệu hóa tại vì uh, Vladimir putin hay là những cái người thân của ông ta hay là uh, chính phủ nga có thể dùng bitcoin crypto để mà chống lại cấm vận kinh tế cho nên hoàn toàn là không có tốt cần phải siết chặt và không chỉ riêng là chúng ta nói tới là những công ty uh, cần phải là báo cáo bất cứ những người nga nào mà có tài liệu của họ cần phải cấm hết tất cả những cái giao dịch đó uh, cần phải uh, có những cái công ty ví những cái sàn giao dịch cũng phải cấm hết tất cả những người Nga luôn Thì các bạn cũng đã biết là cách đây hai ngày đó thì cũng đã có nhiều lời kêu gọi là những cái sàn lớn như là sàn Coinbase, sàn Kraken, sàn Binance cấm hết tất cả giao dịch của người Nga và đương nhiên những cái sàn này nói là không có lý do gì làm như vậy. Tại vì nếu như mà có một người nào đó nằm trong danh sách đen đó, danh sách cấm vận như là cái số lượng 19 tài phiệt và những người thân của họ thường mới về chia sẻ đó thì đương nhiên những cái sàn này sẽ tuân thủ theo luật pháp. Nhưng mà nếu nói là cứ khơi khơi mà cấm hết tài khoản của những người ở nước Nga thì họ không làm được tại vì điều này đã hoàn toàn là vô lý. Thì Hillary Clinton và Elizabeth Warren đã dùng cái này ra để mà nói ngay cả những cái sàn này cũng không có uh, nghe lời chính phủ của Hoa Kỳ, cho nên uh, là cần phải có biện pháp nặng hơn nữa. Cho nên các bạn thấy được là những người này đó thì lúc nào cũng sẽ dùng những cái gì mà đang xảy ra hiện bây giờ và họ sẽ ghép crypto vào trong đó để cho khiến cho nhiều người không thích thị trường này. Nhưng mà cái mà họ nói nó chỉ là một chiều mà thôi. Các bạn nên hiểu đó là có những người giàu ở nước nga những tài việt mua bitcoin bây giờ đó để bảo vệ tài sản của mình hay là không. Thường nghĩ là có chứ làm sao mà không có được Các bạn thấy được là những người đó họ có tiền Bây giờ đó họ cần phải lưu trữ tài sản của mình Mà họ sợ bị đóng băng Thì họ có thể là mua Bitcoin, mua crypto Cho nên các bạn mới thấy là gần đây Thường cũng đã chia sẻ đó Các bạn nhìn trên màn hình đi Đây là cái biểu đồ liên quan tới những địa chỉ ví Mà có hơn 1.000 Bitcoin Đột ngột tăng lên Nghĩa là có rất nhiều người có tiền Đột ngột đi thu mua Bitcoin Dẫn đến cái số lượng ví này tăng lên rất là nhanh chóng luôn Không phải là các bạn thấy là tăng từ từ Như là trước đây mà tăng dẫn đứng lên luôn Khi mà cuộc chiến xảy ra nhưng mà ngược lại các bạn thấy không chỉ riêng là những địa chỉ ví lớn này mà tất cả những loại địa chỉ ví khác như là có hơn 0.1 Bitcoin, có hơn 1 Bitcoin, có hơn 10 Bitcoin, có hơn 100 Bitcoin. Các bạn thấy được là những biểu đồ này như thế nào đều là có dấu hiệu tăng lên. Có nghĩa là không chỉ riêng là những nhà tài vị chuyên có tiền dùng Bitcoin crypto để mà trốn cái cấm vận kinh tế đâu mà các bạn thấy là người thường cũng mua bitcoin tại vì họ cần bảo vệ tài sản của mình à, họ sợ là giữ đồng ruble bị mất giá những người ở những quốc gia khác cũng có thể làm những điều tương tự chứ không phải là chỉ riêng những tài việc trốn cấm vận đâu người bình thường họ làm cực khổ họ có tiền họ cũng có thể mua để mà tích lũy bảo vệ tài sản của mình trong cái thời điểm bất ổn này và thường cũng đã chia sẻ với các bạn đó trên trang bản bây giờ cũng có rất nhiều bài viết nói những điều tương tự rồi trên trang bản đó nếu như mà chúng ta nói là nước nga nói chung đó, dùng crypto để mà tránh à, cấm vận kinh tế thì hầu như là không thể hiện bây giờ khi mà chúng ta nói tới cái đồng lớn nhất mà thanh khoản cao nhất được nhiều người sử dụng đó chính là Bitcoin thì cũng không thể làm được điều này. Các bạn thấy được là cái số lượng mà xuất nhập khẩu đó của nước Nga hàng năm đó là khoảng hơn 400 tỷ đô la. Cái đó là bằng phân nửa tổng số vốn hóa của Bitcoin hiện bây giờ. Nếu như mà họ dùng Bitcoin để mà thanh toán, nếu như mà bên kia chịu thanh toán vào Bitcoin đó thì cũng không có thế nào dùng được tại vì sẽ dẫn đến cái dao động rất là lớn các bạn nghĩ đi phân nửa vốn hóa Bitcoin cứ mua bán liên tục thì giá nó sẽ dao động cực kỳ luôn cho nên không phải là một giải pháp tốt nhưng mà bên kia đó thì không phải ai cũng chấp nhận crypto đâu nếu như mà các bạn là một người đi Người này đó là các bạn là chủ của công ty à, xuất khẩu xe đi Xuất khẩu xe để mà bán cho nước Nga Công ty này có thể là đổi thành một công ty khác Các bạn không biết là công ty Nga Nhưng mà họ sẽ không sử dụng ngân hàng được Tại vì ngân hàng đã bị cấm bằng SWIFT mà Cho nên họ sẽ dùng Bitcoin để trả các bạn Các bạn có thể nói là không nhận Bitcoin Thì họ cũng trở lại con số 0 mà thôi Có nghĩa là họ vẫn phải tìm một ngân hàng nào đó Để đổi cái số Bitcoin này ra thành tiền pháp định tầm đô la Để mà trả cho các bạn cũng là một điều cực kỳ khó khăn Tại vì nếu như vậy họ cũng đâu cần sử dụng Bitcoin làm cái gì Cho nên trên căn bản đó là rất khó Và ngay cả khi mà sử dụng được Bitcoin đó Họ có thể là làm cách nào đó để sử dụng Bitcoin mà không ảnh hưởng đến giá cả nhiều Nhưng mà tính thanh khoản chỉ có là khoảng chừng là 200.000 đô mà thôi Khi mà chúng ta nói tới tính thanh khoản giữa đồng Ruble và Bitcoin đó Đồng Ruble là đồng của nước Nga Và Bitcoin đó tính thanh khoản cực kỳ thấp luôn Thì <laughs> đầu tiên hết làm sao họ có thể đổi đồng Ruble thành Bitcoin được là một điều rất là khó những điều này ra những điều mà hầu như là những người như là Lizard Warren hay là á Hầu như là không muốn nhắc tới Họ chỉ muốn dùng cái câu chuyện này để mà Làm bàn đạp để có thể là ra những lực chắc cao hơn cho thị trường này mà thôi Chứ còn Họ cũng thừa biết những gì mà Thuận chia sẻ với các bạn họ cũng thừa biết cái này là một câu chuyện nói nghe cho vui thôi chứ còn thật ra mà nói đó là cái giá trị Bitcoin hiện bây giờ đó là tài sản lưu trữ giá trị có thể di chuyển dễ dàng mà thôi chứ còn nếu nói là dùng Bitcoin cho một quốc gia để mà tránh chấm vận kinh tế đó, thì hầu như là không thể hiện bây giờ vì những lý do mà thường vừa chia sẻ. Tất cả những gì các bạn nhìn thấy đó là cái tương lai sau này Bitcoin lớn hơn thì có thể là làm được điều đó khi mà nhiều người chấp nhận hơn nhiều quốc gia hơn thì có thể làm được điều đó nhưng mà không phải là bây giờ bây giờ có thể coi Bitcoin như là một loại tài sản lưu trữ giá trị dễ dàng di chuyển mà thôi và nếu như mà những người như là Elizabeth Warren và Hillary Clinton ấy, nói là họ à, muốn ngăn chặn việc là nước Nga sử dụng bịch khôi để mà tránh cấm vận tại vì họ thương nước Ukraine thì họ cũng nên thích bịch khôi chứ tại vì các bạn thấy được là Bitcoin và crypto đó đã có thể quyên góp lên tới con số là 54 triệu đô la cho đến ngày hôm nay quyên góp trực tiếp vào cái ví của nước Ukraine và cái đó có thể là tiền dùng để hỗ trợ người Ukraine như là họ mong muốn nếu họ thực sự là thương người Ukraine thì tại sao lại muốn có những cái lực gắt cao hơn như vậy các bạn thấy được là trong vòng mấy ngày thôi tiền có thể là di chuyển nhanh chóng đến những cái địa chỉ ví này mà không cần thông qua đơn vị thứ ba nào đây là một điều mà có thể nói là khó ngờ được nhưng mà cũng đã xảy ra nói tới Ukraine thì có thêm một thông tin khác để chia sẻ cuối video với các bạn và họ cũng bỏ lơ đi những cái câu chuyện lớn khác mà không muốn cho người ta nhắc đến giống như là chúng ta thấy là mexico có thể là quốc gia kế tiếp sẽ có lực liên quan tới Bitcoin và dựa theo những thông tin nhận được đó, thì có thể là một lực có thể là không phải như là Salvador chấp nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp Nhưng mà cũng có thể là một luật mà chấp nhận và công nhận Bitcoin là một loại tài sản Và có thể dùng để mà trả thuế hay gì đó Chúng ta vẫn chưa biết cái chi tiết Cái chi tiết chúng ta biết cho tới bây giờ đó là một trong những người đứng đầu Có thể là những bạn mới đó thì không có rành cái tên này Samsung Mao. À, thì những người nào mà đã theo thị trường này ít nhất là 4-5 năm hay là hơn con số đó đó thì có hai nhân vật rất là lớn đó chính là Samson Mao và Adam Back hai người này là hai người đã đứng sau lưng một công ty gọi là Blockstream có thể là rất nhiều bạn đó rất là thắc mắc muốn biết là Bitcoin đó thì phi tập trung thì trước đây cũng có những cái quảng cáo Bitcoin đó thì ai trả tiền cho quảng cáo đó tại vì đâu có công ty Bitcoin đâu Bitcoin là phi tập trung đó thì ai trả tiền cho cái đội Dev ai là cái công ty mà đứng sau lưng để mà hỗ trợ cái sự phát triển giống như là các bạn thấy được là ethereum thì có ethereum foundation là cái công ty mà hỗ trợ và chúng ta cũng có consensus hỗ trợ hệ thống của Ethereum họ bỏ tiền ra để mà mướn DEF để mà hỗ trợ hệ thống đó các bạn thấy được là Solana cũng có rất là nhiều những cái quỹ đầu tư họ bỏ tiền ra để mà hỗ trợ phát triển chúng ta thấy được là Binance Chain thì có sàn Binance bỏ tiền ra hỗ trợ phát triển chúng ta thấy à, những cái hệ thống khác cũng có những cái tương tự như vậy như là Cardano thì có IOSK thì Bitcoin đó trước đây đó là ai bỏ tiền ra để mà gây dựng cái hệ sinh thái này đó chính là công ty Blockstream và một trong người mà đứng đầu trong công ty đó chính là Samson Mao Nhưng mà Samson Mao đó đã chia sẻ là hôm qua là ngày cuối cùng mà Samson Mao làm việc cho công ty Blockstream Sau đó thì Samson Mao sẽ làm gì? Sau khi mà từ chức đó thì Samson Mao sẽ hỗ trợ quốc gia Mexico về việc chấp nhận Bitcoin Thì như mà cho đây là một thông tin rất là lớn tuy là chưa biết à, là những chi tiết như thế nào Nhưng mà nếu như Samson Mao đã chấp nhận rời khỏi Blockstream để chú tâm hỗ trợ Mexico thì có thể thấy được đây không phải là một cái dự án nhỏ đâu và sẽ làm việc trực tiếp đối với lại quốc gia này. Thêm vào đó nữa chúng ta cũng thấy là có một thành phố khác đó chính là thành phố Lugano của Thụy Sĩ thì thành phố này đó theo những thông tin chúng ta nhận được đó, là đang có một kế hoạch. Kế hoạch này đó chúng ta sẽ biết chi tiết đáng tiếc là cần phải đợi cho tới tháng 10 ngày 26 tới ngày 28 tới tháng 10 của năm nay thì mới biết chi tiết là như thế nào. Nhưng mà những gì chúng ta nhận được đó thì thành phố này chuẩn bị để mà chấp nhận đồng Tether Token riêng của họ là token LVGA và Bitcoin Đây là ba cái đồng mà sẽ được chấp nhận để mà trả thuế, để mà thanh toán trong thành phố này Cũng tương tự như là El Salvador nhưng mà chưa hẳn là tiền tệ quốc gia Nhưng mà cũng gần như là như vậy Và đây là sự hợp tác với lại công ty Tether Chúng ta sẽ biết thêm thông tin vào ngày 26 tới ngày 28 các bạn thấy được là cả thế giới này đang hướng về crypto nhưng mà những người mà không thích lúc nào họ cũng tìm ra nhiều lý do để mà nói xấu mà thôi cũng như là các bạn thấy là công ty cho swap nhưng bạn nào mà ở hoa kỳ cũng biết đây là công ty đầu tư rất là lớn có tổng cộng là 33 triệu khách hàng được ba hai ba triệu khách hàng là không phải đâu con số nhỏ đâu và họ đã điền đơn để có thể có được một cái quỹ ETF nhưng mà đây không phải là một cái quỹ Bitcoin ETF mà đây là một cái quỹ gọi là Swap Crypto Economy đây là một cái quỹ đầu tư vào những công ty mà đầu tư vào crypto có nghĩa là các bạn có thể là sàn Coinbase các bạn có thể là công ty đạo crypto các bạn có thể là MicroStrategy lưu trữ nhiều crypto miễn là các bạn là một công ty trong thị trường crypto này đó thì có thể là có mặt trong cái quỹ đầu tư Crypto Economy này của Charles Swap và Họ nói tại sao họ làm cái gì? Họ nói tại vì trong con số 33 triệu cái hàng của họ đó rất nhiều người bây giờ cần tiếp cận được thị trường này nhưng mà họ muốn tiếp cận qua một cái công cụ đầu tư mà họ quen thuộc đó chính là ETF các bạn thấy được là cái sự hứng thú của người dân, những nhà đầu tư đến về chuyện này là như thế nào rồi. Nói tới đây đó thì để hùng trở lại để mà chia sẻ với các bạn cái thông tin liên quan tới cái quỹ quyên góp của nước Ukraine thì các bạn thấy được là cái drama không có kết thúc ngày hôm qua. Hôm qua chúng ta kết thúc nói là cái quỹ này sau khi nhận được cái số tiền là lên tới hôm qua là khoảng 40 triệu đô la, hôm nay đây là 54 triệu rồi. Thì hôm qua họ lên tiếng, họ nghĩ là nước chủ đó nói là để cảm ơn những người đã quyên góp đó thì họ sẽ có một cái airdrop nhưng mà airdrop không rõ là cái airdrop như thế nào nhiều người nói là airdrop à, miếng đất NFT của nước chủ airdrop hộ chiếu của chủ nhưng mà cuối cùng các bạn thấy hồi sáng này đó thích gì phó thủ tướng của nước chủ nói là sau khi mà xem xét thận trọng đó họ sẽ hủy bỏ cái airdrop này thay vào đó đó thì họ sẽ bán một cái uh, sưu tầm NFT để mà hỗ trợ quân đội của nước chưa khen điều này làm cho nhiều người đó rất là phẫn nộ tại vì các bạn thấy được là hôm qua sau khi đó mà họ đưa ra cái thông tin liên quan tới airdrop đó các bạn thấy trên màn hình đây là cái số lượng ethereum tính riêng thôi Ethereum đó gửi vào để mà quyên góp cho nước chu khoan đó thì các bạn thấy là từ ngày 26 cho đến ngày 1 tây đó thì có lúc nhiều có lúc ít nhưng mà đột ngột hôm qua tăng dược lên luôn theo thông biết hôm qua là khoảng chừng 9 triệu đô la Ethereum đã được quyên góp tại vì sao tại vì ai cũng muốn quyên góp vào trước khi mà có cái chụp nhanh đó, snapshot À, để họ có thể nhận được cái airdrop này nhưng mà các bạn thấy được là cái con số này đã đột ngột tăng lên như vậy nhưng mà hôm nay lại nhận được thông tin hồi sáng này là airdrop quỷ bỏ cho nên khiến cho nhiều người đã rất là thất vọng và phẫn nộ hiện bây giờ và hôm qua các bạn còn đã nhớ là cái drama giữa Justin Sun đã nói là tại sao mà những người mà quyên góp bằng Ethereum được airdrop nhưng mà những người mà quyên góp bằng đồng John t lại không được quyên góp cũng có một số những cái drama rồi nhưng mà hôm nay đó thì lại drama lớn hơn nữa tại vì các bạn thấy được là ai cũng nói là có thể là mình đã bị dụ sau khi mà nước Ukraine đã thông báo airdrop tại vì có thể họ cần thêm crypto quyên góp thì rất nhiều người đã quyên góp vào để nhận được cái airdrop này trước khi mà họ à, lấy cái snapshot nhưng mà cuối cùng lại không được thì có như đây có phải là một cái cú lừa thế kỷ hay là không các bạn hãy comment ở bên dưới và cuối cùng là một cái thông tin mà thường thấy được bây giờ cũng gây ra nhiều cái sự tranh cãi ở trên mạng xã hội hiện bây giờ đó chính là có một số những người mà sử dụng cái ví MetaMask ở nước Venezuela đó thì nói là vì một lý do nào đó cái ví MetaMask đã lóc họ và không cho họ sử dụng cái ví MetaMask ở nước Venezuela và đây là cái dấu hiệu Công ty Metamask là công ty tập trung Tuy là Ethereum là một cái đồng phần tập trung Nhưng mà cái ví Metamask rất là tập trung Và có thể là lock những cái user Thì sau đó cũng đã có một cái sự giải thích Các bạn thấy được là Thứ nhất, cái ví Metamask đó, khi bạn sử dụng mạng lưới Ethereum đó Thì họ sẽ thông qua một cái công ty khác nữa gọi là Infura Infura này đó, hiểu đơn giản đó Đây là một cái công ty mà họ chạy những cái máy node Những cái máy chủ của Ethereum các bạn cứ nghĩ đi thôi với các bạn sử dụng metamask sử dụng ví ethereum nhưng mà chúng ta đâu có lưu trữ số cái của ethereum đâu và các bạn cũng đã nhớ là blockchain sổ cái hoạt động như thế nào và có người sao chép sổ cái thì ai là người sao chép sổ cái đó chính là công ty infura metamask á, sử dụng cái api kết nối với là infura để cho các bạn sử dụng ví của họ mà các bạn không cần phải lưu trữ số cái thì infura này đó họ nói họ đã phát phải một cái lỗi cho nên họ đã lóc một số những cái giao dịch nhưng mà không cần phải lóc cho nên cuối cùng họ cũng đã à, sửa lại rồi bây giờ mọi thứ đã hoạt động bình thường ở nước à, Venezuela vì lý do đó cho nên khi mà các bạn sử dụng Minimax ở Venezuela mới đây đó không sử dụng được à, tại vì cái API của Infura bị lỗi nhưng bây giờ đã hết rồi nhưng mà câu chuyện không kết thúc ở đây Câu chuyện bây giờ nói là đúng là bây giờ là lỗi đã sửa rồi cho nên mọi người đã trở lại bình thường được sử dụng được. Nhưng mà nếu như mà MetaMask và Infura có khả năng lóc những cái IP của nước Venezuela thì cũng có khả năng lóc những quốc gia khác sau này. Cho nên đây không phải là một cái đơn vị đáng tin cậy và không phải là phi tập trung như mọi người nói. Thì cái mà muốn giải thích tới đây đó là các bạn nên hiểu là mạng lưới blockchain của Ethereum của bitcoin của bất cứ mạng lưới nào đó có thể là hoàn toàn phi tập trung như là bitcoin như là ethereum nếu như các bạn gửi đó thì không ai có thể là đóng băng bằng ngăn cản gì đó của các bạn được nhưng mà khi các bạn gửi crypto của mình đó, thì các bạn sẽ gửi tới một cái địa chỉ đúng không chỉ các bạn gửi tới một cái địa chỉ này qua địa chỉ kia thì các bạn sẽ không có sử dụng cái phần mềm chính thức mà các bạn sẽ thông qua một cái phần mềm dễ sử dụng hơn chứ nếu như chính thức các bạn cần phải có những cái mã nguồn thì thường đó, những người như thường như các bạn đó thì không ngành công nghệ chúng ta sẽ thông qua một cái công ty cung cấp dịch vụ ví cho chúng ta sử dụng dễ dàng hơn như là chúng ta có ví MetaMask và nhiều những loại ví khác thì cái ví đó đó công dụng của cái ví là đơn giản hóa cái quá trình cho bạn gửi và nhận và cái ví đó lưu trữ lại cái khóa cá nhân các bạn tiếp tục các bạn lúc nào cũng nằm trong blockchain chứ không phải nằm trong ví nhiệm vụ của cái ví đó chỉ là lưu trữ khóa nhân mà thôi cũng như là nhiều bạn hỏi là chúng ta lưu trữ crypto trong ví chữ lạnh lợi như ví lại bị hỏng thì như thế nào thì có mất tiền hay không thật ra cái ví chữ lạnh hỏng nó cái mà các bạn cần là mua ví chữ lạnh khác cùng hiệu để mà hồi phục mà thôi tại vì cái ví chữ lạnh nó không lưu trữ bất cứ crypto nào trong đó nó chỉ lưu trữ cái khóa cá nhân các bạn cũng giống như là metamask mà thôi cho nên trên căn bản đó nếu như các bạn không thích ví này các bạn có thể dùng Uh, một cái ví khác để mà gửi và tôi nghĩ là chúng ta cũng không cần quá quan tâm đâu tại vì sao tại vì thế giới bây giờ đã có rất nhiều sự lựa chọn nếu như mà một công ty ví mà muốn tồn tại lâu dài đó mà họ có những cái định là Lock IP nước này nước kia tại vì cái sự áp lực đến từ uh, chính phủ đó thì người ta sẽ nhanh chóng chuyển qua sử dụng một dịch vụ khác cho nên không lock IP đó mới là một cách cạnh tranh của những cái loại ví này đó là cái sự có thần mà thôi các bạn nghĩ thế nào thì các bạn hãy comment ở bên dưới và đây là những thông tin mà thường mang đến cho các bạn ngày hôm nay Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là Coin 98 Wallet Đây là cái ví tiền mã hóa multi-chain cũng như là đa chuỗi đó Giúp các bạn có thể lưu trữ coin, token trên hơn 30 blockchain khác nhau Mà chỉ với một cái pass free duy nhất mà thôi Ngay trên cái ví Coin 98 đó các bạn có thể swap Mua bán token một cách nhanh chóng, tiện lợi Và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng Coin98 Wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh. Đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ Coin98 và một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay Dành riêng cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi của cộng đồng Thuận Capital Thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này Các bạn có thể tìm thấy những cái ưu đãi mà các bạn chỉ có thể nhận được khi mà tham gia Thông qua link của Thuận Capital cho những sàn như là sàn Bybit, sàn NEPX, sàn Binance, sàn Fashion Moon XBT, sàn FTX Trong đó chúng ta có thể nhận được những bonus như là giảm phí giao dịch Hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn này và như người nào mà ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase và sàn Binance US. Như người nào mà thích gửi tiền trực số để mà lấy lại hàng tháng thì có thể tìm hiểu những ứng dụng như là Nexo hay là BlockFi. Và đương nhiên Crypto Hoan ứng dụng phân tích hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng. Tất cả những thông tin chi tiết các bạn có thể tìm thấy bên dưới cái phần mô tả của video này. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.